Hello, hello, khai trương trong dịp lễ Easter, thương hiệu mới Lifestyle Furniture USA xin trân trọng ra mắt với lại quý vị đồng hương xa gần. Trong tuần lễ khai trương sẽ có 100 phần quà giá trị mỗi ngày, giảm giá lên tới 50% trên nhiều mặt hàng Ý, sang trọng và thời trang. Ghế massage từ Nhật Bản rất sang trọng và giá thật nhẹ nhàng. Nội thất cho sân vườn và ngoài trời bằng mành, hoa trúc thật tao nhã. Tiệm có đại diện dịch vụ merchant và bán hệ thống POS, máy lọc nước, nhiều sản phẩm phù hợp cho gia đình. Hãy nhanh tay trong dịp khai trương và ghé để biết thêm về Lifestyle Furniture USA in Plano, Texas tại 1201 East Partner Road, Suite 205, Plano, Texas 75074. Điện thoại liên lạc 469-863-7081 và 469-863-7082. Lifestyle Furniture USA xin trân trọng ra mắt và kính mời. Thưa quý vị, trên chương trình Home Living xin trở lại với lại quý vị cùng với anh Nhân Trần, đại diện cho hãng Lifestyle Furniture USA. Hello anh Nhân. Một lần nữa, mến chào Amy, cũng như là chào tất cả các khán giả đang theo dõi đài VEA Live. Hôm nay rất vui được gặp lại Amy một lần nữa trong chương trình Home Living. Hôm nay anh em mình chắc có thể nói một cái chủ đề nào nó hơi gọi là thích thú hơn cho khán giả Amy nha. Dạ. Quý vị thấy không, ngồi ở một cái không khí như là bãi biển, chỉ có điều gọi là biển giả đằng sau lưng với tấm kiến thôi, chứ thực sự ra đang ngồi ở trong một cái tư thế vẫn còn cái không khí của mùa hè, mặc dù là chúng ta đang trong mùa xuân, nhưng mà bộ bàn ghế đặc biệt này của một công ty mà sắp sửa đây thì Nhân Trần sẽ giới thiệu cho tất cả quý đồng hương đến với Lifestyle Furniture USA tại Plano. Đây là một bộ bàn ghế rất là đẹp, ý mi, tao nhã và phù hợp cho quý đồng hương. Nếu mà nhà quý đồng hương có một khu vườn lớn hoặc có hồ bơi và cần có những cái bộ trang trí ngoại thất như là cái không gian của một cái cảnh vườn của Việt Nam của chúng ta, thì Nhân Trần nghĩ rằng cái bộ sưu tập này sẽ tạo thêm cái sắc thái đó cho đồng hương của chúng ta. Đây là những cái quầy ba, những cái ghế mà Nhân Trần đang ngồi đây được làm bằng những cái cây tầm vông tại Việt Nam của chúng ta, rất là thẩm mỹ, được những cái người nghệ công phải bỏ công sức nghiên cứu và làm bằng tay để tạo lên cái sắc thái của một cái quầy ba, một cái ghế giống như là những cái người ngồi uống ba rượu ngoài bãi biển. Rồi sau lưng Nhân Trần đây thì không biết quý vị có thấy hay không, là những cái ghế nằm ghế xếp mà nằm cho bãi biển, hoặc là quý bà con có hồ bơi ở nhà, thì đây cũng là một cái bộ sưu tập lý tưởng để cho quý vị có thể sắm. Thì nói không bằng hay, qua ống kính truyền hình thì Nhân Trần mời quý đồng hương đến với Lifestyle Furniture trong cái dịp Grand Opening ý mi ơi. Tiệm bây giờ đang rất là nhiều đồ và chuẩn bị khai trương trong dịp lễ ngày Easter sắp tới đây là ngày 3 tháng 4. Nhân Trần xin thông báo với quý đồng hương xa gần để đến với thương hiệu Lifestyle Furniture trong ngày 3 tháng 4 sắp tới đây, có nghĩa là thứ bảy này bỏ là thứ bảy tuần tới. Thì bây giờ tiệm đang chuẩn bị đưa đồ vô trang trí và sẵn sàng tinh thần để mà đón tiếp quý đồng hương xa gần đến với Lifestyle Furniture sắp tới đây. Một lần nữa, số điện thoại của công ty Lifestyle Furniture là 469-863-7081, 469-863-7082. Nhân viên sẵn sàng tư cách vui nhộn và phục vụ đồng hương một cách gọi là tự chuyên nghiệp, thì không có gì quý bằng. Đây là một thương hiệu mới hoàn toàn ra mắt và phục vụ đồng hương tại vùng Dallas cũng như là các vùng phụ cận. Cũng như lần trước Nhân Trần có chia sẻ với Amy cũng như là quý khán giả theo dõi rồi, là Lifestyle Furniture là một thương hiệu với nhiều anh em kinh nghiệm lâu năm trong cái ngành mua bán trang trí nội thất cũng như là ngoại thất. Mà hơn hết nữa là Lifestyle Furniture là một thương hiệu đại diện những mặt hàng tao nhã, sang trọng cho những cái ngôi nhà, những cái biệt thự của quý đồng hương xa gần, với những cái mặt hàng mà sản xuất từ Ý, những cái thiết kế sang trọng, mẫu mã của Ý, và niệm thì độc quyền, sản phẩm niệm nằm rất yên dịu và không có một cái chất hóa chất nào trong đó. Thì vị Nhân Trần đã nghe rất là nhiều quý đồng hương xa gần chia sẻ rằng là mua rất cái nhiều cái niệm của những cái thương hiệu trong vùng Dallas của chúng ta, thì về khi mà để lên cái giường của mình á, thì trong cái tuần lễ đầu tiên hoặc thậm chí có thể kéo dài đến 2 tuần lễ, nghe những cái mùi hóa chất làm cho người ta khó chịu. Đặc biệt cái niệm relaxing của công ty Lifestyle Furniture 100% thiên nhiên và không có hóa chất ở trong đó, cho nên quý vị mua niệm của công ty Lifestyle Furniture USA về, quý vị
để trong cái giường của mình là quý vị có thể sử dụng và nằm ngay và không có nghe một cái mùi hóa chất nào làm cho quý vị cảm thấy khó chịu. Hơn hết nữa là tất cả những cái mặt hàng của Lifestyle Furniture trong cái dịp tuần lễ khai trương là chúng tôi có 100 phần quà mỗi ngày tặng cho khách hàng. Jimmy, đây là một cái hộp trà xăm của Hàn Quốc tuyệt vời vô cùng, và đây là một cái mặt trà mà công ty Lifestyle Furniture sẽ tặng cho quý đồng hương đến với công ty Lifestyle Furniture trong cái tuần lễ khai trương. 100 phần quà cho 100 khách hàng đầu tiên của mỗi ngày, đồng thời nữa là những cái sản phẩm ngăn ngừa rụng tóc cũng như làm cho tóc mình mịn và đen hơn với những cái dầu gội đầu như thế này và nhiều cái mặt hàng khác nữa. Cho nên nhân trần hy vọng rằng trong cái dịp lễ khai trương sắp tới đây, ngày 3 tháng 4 năm 2021, có nghĩa là ngày thứ bảy, từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, quý vị ơi, quý vị đến với Lifestyle Furniture USA. Đây là một thương hiệu hoàn toàn mới, nhưng những anh em trong tiệm Lifestyle Furniture là những anh em kỳ cựu trong cái ngành trang trí nội thất và chuyên môn trong cái ngành việc làm của mình. Hơn hết nữa là các anh em rất là lịch sự và tao nhã, thì nhân trần mời quý vị đến với Lifestyle Furniture nữa. Có những mặt hàng lên tới 50%, giảm giá lên tới 50%, hàng ý giảm giá lên tới 50% thưa quý vị. Cho nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đây là cái dịp lễ Easter và cũng sắp sửa tới cái dịp lễ Mother's Day tháng 5 sắp tới đây. Thì không có cái gì quý bằng khi mà quý vị đến với Lifestyle Furniture, quý vị chọn những cái mẫu mã, những cái bộ bàn ghế, những cái bộ giường sang trọng, thậm chí những cái bàn ăn sang trọng để tặng cho ba mình, tặng cho mẹ mình, hay tặng cho vợ mình, hoặc là tặng cho cái căn nhà của mình để làm cho cái căn nhà mình nó ít giá trị hơn, nó sang trọng hơn. Hơn hết đặc biệt là cái hàng ghế massage của Dr. Fuji. Đây là một hàng độc quyền của công ty Lifestyle Furniture Emi. Đây là một chiếc ghế vật lý trị liệu sẽ đem đến cho quý vị một cái giấc ngủ ngon khi quý vị làm việc căng thẳng. Quý vị về, quý vị ngồi lên chiếc ghế massage này của Dr. Fuji. Độc quyền là một thương hiệu được phân phối và bán khắp nơi trên Hoa Kỳ, công ty Lifestyle Furniture. Trong cái dịp lễ khai trương này sẽ có cái giá ưu đãi tuyệt vời vô cùng cho những đồng hương đến với Lifestyle Furniture trong cái dịp lễ khai trương và chọn cho mình một cái chiếc ghế mà ta đem về nhà. Cái chiếc ghế Dr. Fuji Massage này có 3 màu sắc khác nhau, và quý khán giả, cho nên rất là phù hợp cho quý vị chọn cái màu sắc nào phù hợp với cái cảnh trang trí trong nhà của mình. Màu nâu, burgundy, màu sáng, và một cái màu hơi nhã nhặn chút xíu nữa. Để mà quý vị có thể chọn lựa, quý vị có thể lên trang nhà của công ty Lifestyle Furniture, quý vị có thể thấy được mẫu mã, hình dạng, và thậm chí bây giờ là ngay trong phòng trưng bày của công ty Lifestyle Furniture đã chuẩn bị lắp đặt những chiếc máy ghế massage. Thì hy vọng vào chương trình kế tiếp đây thì nhân trần sẽ cho quý vị thấy được cái hình dạng, cái mẫu mã chiếc ghế massage này như thế nào, và quý vị ơi, quý vị muốn thấy được và thử nghiệm cái chiếc ghế này, bây giờ quý vị có thể đến với công ty Lifestyle Furniture chứ không cần thiết phải đợi cho đến ngày khai trương. Là thì bây giờ phòng trưng bày đã sẵn sàng tiếp đón khách muốn biết thêm về chiếc ghế đặc biệt của chị này. Và ngoài chiếc ghế massage vật lý trị liệu này thì còn nhiều sản phẩm để đem đến cái sức khỏe tốt cho quý vị, đem đến cái làn da cũng như là những cái vật dụng trong nhà của chúng ta đầy đủ những cái vật lý trị liệu về vấn đề sức khỏe nè, về da nè, và những cái máy lắc tan mỡ của đặc biệt của chị. Và hơn hết nữa là cũng có những cái sản phẩm cho những anh chị em nào là chủ tiểu thương của những thương hiệu như nhà hàng nè, tiệm nail nè, thì chúng tôi có những cái dịch vụ chẳng hạn như là merchant services, có nghĩa là dịch vụ thẻ credit card để mà quý vị lấy tiền khách hàng bằng thẻ credit card, rồi dịch vụ luôn POS system, có nghĩa là quý anh chị em nào chuẩn bị mở tiệm nail, chuẩn bị mở nhà hàng, chuẩn bị mở chợ, hãy cho Lifestyle Furniture một cơ hội để quý vị đến đây chọn mẫu mã một cái hệ thống POS system tuyệt vời vô cùng, để rồi quý vị có thể thiết lập ở trong cái tiệm của mình, để rồi cái doanh thu của quý vị sẽ được tăng bằng cái mẫu mã tuyệt vời tao nhã như hệ thống POS system này. Ngoài ra thì công ty Lifestyle Furniture cũng có bán những cái hệ thống nước để mà gắn trong nhà của quý vị, hoặc là làm sao cái nguồn nước nó được tinh khiết hơn để cho quý vị uống và quý vị cảm thấy rằng là cái sức khỏe mình được bảo vệ một cách tốt đẹp. Sau cái trận bão tuyết vừa rồi thì quý vị biết bao nhiêu căn nhà đã bị bể ống nước và bao nhiêu cái hệ thống nước đã bị ảnh hưởng trong cái nguồn nước của mình uống mỗi ngày. Thì Lifestyle Furniture cũng có những cái hệ thống nước đó giúp cho quý vị gắn trong nhà của mình hoặc là gắn ngay trên nhà bếp của mình để quý vị có được cái nguồn nước tinh khiết và quý vị có thể uống và nấu ăn trong nhà mình cảm thấy một cách an toàn.
Một lần nữa, địa chỉ của công ty Lifestyle Furniture là 1201 East Parker Road, phòng 205, bên hông của khu chợ H-Mart, Panel, trên đường Parker Road. Thưa quý vị, số điện thoại của công ty Lifestyle Furniture là 469-863-7081, 469-863-7082. Xin nhường lại cho Amy. Wow, nghe những cái sản phẩm này, Amy cũng nôn được đến thăm cũng như là trong ngày khai trương. Hy vọng rằng quý vị đồng hương có thể tới ủng hộ cho cửa tiệm người Việt của chúng ta. Anh Nhân Trần nè, Amy nghe anh nói về ghế massage Dr. Fuji hôm bữa giờ hai show rồi, rất là mong được thử ngồi cái ghế này, cũng như cái nệm anh nói. Còn về cái bàn ghế tre mà anh đang ngồi đó, nhìn rất là trang nhã ha, rồi cũng là dân dã người miền Nam của mình. Mà anh nói cây tầm vong, ý mình nhớ là cây tầm vong cũng thuộc loại tre, thuộc loại bamboo, nhưng có phải cây tầm vong là loại đặc ruột của miền Nam mình đúng không anh Nhân Trần ha? À, ít ra coi như là ý mình cũng là cái người hiểu về trúc và hiểu về cái mành hoặc là cái sắc thái của cây trúc mình như thế nào, thì thực sự Nhân Trần cũng kém ổi về cái sự hiểu biết về cái cây tre này. Nhưng một cái điều mà có thể cơ bản để cho người Việt chúng ta dễ nghĩ đến nó và mường tượng đến nó là đất nước Việt Nam của chúng ta có hai loại tre, đó là tre ở ngoài miền Bắc và tre ở trong miền Nam. Thì cái cây tre ở ngoài miền Bắc là một cái cây tre bọng, và cái cây tre ở trong miền Nam là cái cây tre đặc ruột. Và người ta hay gọi cái từ ngoài cái tre, ngoài cái trúc ra đó, thì người ta gọi là cái cây tầm vong, là từ vì cái độ cứng của nó, độ dày của nó và cái độ đặc ruột của nó. Và đặc biệt cái hàng ghế quầy ba cũng như là ghế và bên kia của Nhân Trần thì còn có những cái ghế mẫu mã khác nhau, rồi có những cái xếp này để mình nằm ở bên hồ bơi hoặc là bãi biển rất là tuyệt vời. Thì đây là những cái hàng tre đặc biệt là được trồng ở trong miền Nam chúng ta. Và đây là những cái cây tre đặc ruột đã được đưa qua những cái máy sấy kỹ lưỡng và một cái nguồn máy tạo dựng lên nó và lắp đặt và sấy. Có nghĩa rằng là trước khi họ tạo lên thành những cái ghế, những cái quầy ba như thế này đó, ý mình, thì qua một cái quá trình gọi là đưa vào máy sấy hàng giờ đồng hồ để rút hết những cái độ ẩm ở bên trong cái cây tre này, để rồi khi mà rắp ráp lại thành hình rồi đó thì trưng bày ở ngoài trời, đặc biệt là cái không khí ở bên Mỹ này đó, thì nó sẽ không có ảnh hưởng về vấn đề thời tiết cũng như là cái độ ẩm của nó, là tự vì đã được mình dùng cái chữ gọi là trị liệu đó, đã được qua một cái giai đoạn công đoạn sản xuất kỹ lưỡng. Hơn hết nữa là khi mà những cái sản phẩm này ra khỏi Việt Nam của chúng ta rồi đó, thì họ đã trải qua một cái công đoạn gọi là xịt những cái thuốc để mà bảo quản không có bị mối, không có bị mọt, hoặc là những cái con côn trùng khác có thể chui vào trong cái cây tầm bông này để mà ăn và có thể làm ảnh hưởng cho cái độ mục của cái cây tầm bông này. Thì đặc biệt cái sản phẩm này đã trải qua những cái giai đoạn đó, cho nên là khi quý vị mua cái sản phẩm này và quý vị trưng bày những cái sản phẩm này, và đặc biệt hơn hết nữa là quý vị đến nhà của Nhân Trần thì cũng có cái bộ này trang trí bên ngoài và rất là đẹp, kính thưa quý vị. Chúng ta có thể mua một cái ghế sắt, chúng ta có thể mua được một cái ghế bằng nhựa để ở ngoài hồ bơi của chúng ta hay để ngoài sân vườn của chúng ta, nhưng những cái vật liệu đó nó không có chịu theo cái độ dày dặn thời tiết và ánh nắng mặt trời nắng ở vùng đất đặc này. Chỉ có cái hàng tre đặc biệt này đã được kỹ lưỡng, cái người chủ nhân của cái hãng này đã xử lý cái hàng tầm vong này một cách gọi là tuyệt vời vô cùng, qua những cái độ sấy lâu dài và những cái quá chất mà họ xịt đến đây để bảo quản. Là tự biểu với My cũng biết rồi, khi mà mình nhập đến một cái quốc gia thứ ba chẳng hạn như châu Âu hay là ở Mỹ, thì đương nhiên phải đạt được những cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ thì họ mới cho nhập vào đây. Và không những thế nữa là khi nhập vào cái hàng này đó thì phải ngăn ngừa làm sao để mà nó không có những cái con mọt, không có những cái con mối, để tránh đi những cái tác hại đến cái căn nhà của quý vị hay là cái khu vườn của quý vị. Do đó cái hàng này đã được kỹ lưỡng đúng theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, đúng theo tiêu chuẩn của châu Âu, và phải nói rằng là một cái niềm hân hạnh của công ty Lifestyle Furniture được đại diện cái hàng này độc quyền tại Hoa Kỳ để phân phối cho quý đồng hương xa gần. Thì Nhân Trần có thể ngồi đây nói rất là nhiều về cái bộ bàn ghế này, nhưng không có gì quý bằng Nhân Trần mời quý vị đến với thương hiệu Lifestyle Furniture vào cái dịp khai trương sắp tới đây là ngày 3 tháng 4 năm 2021, từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Đặc biệt trong cái tuần lễ khai trương thì công ty sẽ tặng 100 phần quà
mỗi một ngày cho 100 vị khách hàng đầu tiên. Đồng thời nữa là những cái sản phẩm mà quý vị mua tại ngày hôm đó sẽ có những cái giá ưu đãi tuyệt vời hơn cái giá thị trường bên ngoài. Có những mặt hàng có thể lên tới 50%, và trong cái tuần lễ khai trương thì công ty sẽ giao nhà hàng tại nhà của quý vị mà không tính trên tiền lệ phí. Đó, tuyệt vời vô cùng, cho nên quý vị an tâm. Và hơn hết nữa là chúng tôi cam kết là nếu quý vị mua hàng của công ty Lifestyle Furniture mà quý vị làm việc về nhà trễ, công ty Lifestyle Furniture không ngần ngại sẽ giao vào ban đêm cho quý vị. Là vì không có cái gì quý bằng khi được sự thương mến của quý đồng hương xa gần ủng hộ cho công ty Lifestyle Furniture. Thì không có lý do gì mà công ty Lifestyle Furniture không đi xa hơn một bước nữa, là đặt cái sự phục vụ lên hàng đầu để làm sao mà khách hàng mua đồ của công ty Lifestyle Furniture quý vị cảm thấy hài lòng. Hài lòng về giá cả, hài lòng về giá trị của sản phẩm, hài lòng về phong cách phục vụ của nhân viên của công ty Lifestyle Furniture. Thì có gì quý bằng phải không Jimmy? Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh Nhân Trần chia sẻ trong chương trình Home Living ngày hôm nay với những cái details rất là rõ. Và mình sẽ tiếp tục với chương trình tiếp theo. Mong rằng quý vị sẽ đến ủng hộ vào ngày 3 tháng 4 năm 2021 với Lifestyle Furniture USA. Chương trình Home Living sẽ trở lại trong tuần sau. Ha anh Nhân? Rồi, cảm ơn Amy rất là nhiều. Và quý vị ơi, đây cũng là một chương trình mà Nhân Trần với Amy ấp ủ một trong một cái thời gian khá lâu. Và cũng qua cái làn sóng này và qua cái chương trình của Lifestyle Furniture và cái chương trình Home Living này, thì Nhân Trần hy vọng rằng quý vị thương đài VE Live, quý vị thương Nhân Trần, thương Amy hay là thương công ty Lifestyle Furniture, quý vị cứ email về địa chỉ của đài và đóng góp ý kiến để làm sao Amy với Nhân Trần có thể làm được những cái chương trình nó phong phú hơn. Và mỗi một tuần lễ, mỗi một chương trình thì Nhân Trần và Amy sẽ chọn một cái chủ đề, một cái vật nào đó trong ngôi nhà của quý vị, hay một bộ bàn ghế, hay một cái tủ, hay là có thể là những cái món ăn sau này mà Nhân Trần với Amy sẽ phục vụ cho quý vị. Tuy nhiên, quý vị thương thì quý vị email cho đài, email cho Nhân Trần, email cho Amy, để rồi Nhân Trần với Amy làm sao biết được để tạo lên một cái chương trình nó ý nghĩa hơn và quý vị thích thú hơn. Thì có như vậy chương trình mới có thể sống được và gần gũi với quý vị. Dạ đúng rồi, và email của đài là vaelife@gmail.com. Sở dĩ Amy dùng Gmail cho nó dễ nhớ, gửi đến quý vị dễ nhớ hơn là địa chỉ chính của đài. Rồi, chương trình Home Living sẽ trở lại vào tuần sau. Rất mong quý vị like, share and subscribe cho chương trình cũng như các chương trình trên VAE Live Media. Cảm ơn anh Nhân Trần. Một lần nữa, cảm ơn Amy rất nhiều. Cảm ơn đài và cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày 3 tháng 4 năm nay, có nghĩa là thứ bảy này bỏ thứ bảy tuần tới vào 10 giờ sáng. Và Amy nhớ đến chơi với lại Lifestyle Furniture nhé. Dạ, Amy cảm ơn anh Nhân và cảm ơn quý vị. Xin kính chào. Xin kính chào quý vị.